Đoàn đã đến thăm gia đình mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Nhược, thường trú tại phường Bà Lao, hiện đang sinh sống với các con tại phường 2. Mẹ Nhược có ba con là liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đoàn cũng ghé thăm và chúc sức khỏe ông Đặng Văn Hữu, hiện đang sinh sống tại phường 2 Bảo Lộc. Ông sinh năm 1946, hiện là thương binh, nạn nhân chất độc hóa học, chiến sĩ bị đá bác tù đầy và là thân nhân ba liệt sĩ. Tại các nơi đến thăm, đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, đã tặng quà, ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống của mẹ Việt Nam Anh Hùng, các gia đình chính sách tiêu biểu. Đồng chí phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh bày tỏ sự biết ơn, tri ân sâu sắc với mẹ Việt Nam Anh Hùng, các gia đình chính sách, các thương binh, bệnh binh đã đóng góp công sức, xương máu cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ tổ quốc. Đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc và các thành viên đoàn công tác động viên chúc mẹ Việt Nam Minh Hùng, chúc các cá nhân, gia đình mạnh khỏe, phát huy truyền thống gia đình cách mạng, xứng đáng là tấm gương cho thế hệ trẻ học tập noi theo, động viên con cháu tích cực tham gia xây dựng địa phương ngày càng phát triển đại diện các gia đình cũng bày tỏ sự xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh cấp ủy chính quyền mặt trận tổ quốc các cấp và thể hiện quyết tâm giữ gìn truyền thống cách mạng thực hiện tốt chủ trương chính sách của đảng nhà nước xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc